Trên các phương tiện di chuyển công cộng, hầu hết đều có một luật lệ là nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang thai và trẻ em. Cách ứng xử lịch sự này được mọi người hưởng ứng và chấp hành. Nhưng mới đây, một người phụ nữ lấy lý do bản thân là nữ giới và yêu cầu người đàn ông trước mặt nhường chỗ cho mình bằng một hành động vô cùng phản cảm và khó chấp nhận. Sự việc xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Moscow, Nga và được chia sẻ rộng rãi nhờ bài đăng trên Facebook. Thời điểm người phụ nữ này bước lên, tàu đã không còn một chỗ trống nào và rất nhiều người khác buộc phải đứng. Thấy vậy, cô liền đi đến trước mặt một người đàn ông và yêu cầu nhường chỗ, nhưng lại nhận được câu hỏi, tại sao tôi phải làm như vậy? Hãy cho tôi một lý do đi. Không đáp trả bằng lời nói, người phụ nữ lập tức tóc váy lên, để lộ cả nội y và phần mông phía sau rồi hét lớn. Tôi là phụ nữ, như đây đã đủ là lý do chưa? Trước hành động này của cô gái, hầu hết mọi người đều không tránh khỏi cảm giác bị sốc, nhưng không ai chịu nhường chỗ. Quá tức giận, người phụ nữ để nguyên bộ dạng tóc váy và đứng dựa vào thanh sắt trên suốt chuyến tàu với biểu cảm bực dọc ra mặt. Không thể tin được, ở Moscow có bác sĩ không nhỉ? Tôi cá mấy người ngồi đằng sau cô ấy chắc là phải hoảng lắm, một số cư dân mạng chia sẻ. Ban đầu, việc cô ấy yêu cầu người đàn ông nhường chỗ là tạm chấp nhận được, nhưng từ khi cô ấy tuột quần xuống và chứng minh mình là một người phụ nữ, càng khiến mọi người trầm trồ và chỉ trích hơn là binh vực cô ấy. Mọi người có thấy cách hành xử này như thế nào? Hãy chia sẻ cùng với Sen Vàng TV nhé!